Thưa các bạn, lúc này thì tôi đang ở Gò Nổi. Đây là một cái địa danh nằm kẹp giữa hai nhánh của dòng sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đi tham quan lăng mộ của một vị danh nhân đã quyết tử bảo vệ thành Hà Nội khi Pháp tấn công năm 1882. Đó là Tổng đốc Hoàng Diệu. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng bắt đầu hành trình. Khu lăng mộ của Tổng đốc Hoàng Diệu thì hiện nay nằm trên cái cánh đồng của thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn. Ở đây có cái tấm bảng người ta chỉ dẫn đây này. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia mộ Tổng đốc Hoàng Diệu. Khu mộ thì cũng nằm khá gần với lại đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi kia. Chỉ cách khoảng 50 mét thôi. Toàn thể khu lăng mộ là nằm cách biệt hoàn toàn với lại khu dân cư. Đấy, để mà vào tham quan cái khu lăng mộ của Tổng đốc Hoàng Diệu thì ở đây chúng ta phải mượn chìa khóa mới vào được các bạn nhé. Ngay khi qua cổng vào thì một cái khoảng sân ở phía trước, rồi tiếp đến cái khu này là ở chính giữa, nó có một cái nền cao khoảng gần 1 mét. Chỗ này là một cái nhà tưởng niệm có 4 cái cột và chỉ có một cái mái che bên trên thôi, xung quanh là không có tường xây bịt kín đâu. Chính giữa này là lăng mộ của Tổng đốc Hoàng Diệu. Hai bên này còn hai ngôi mộ nữa. Bên đây là người vợ chính thất của ông. Phía bên này là người vợ thứ thất. Hai cái cột đầu tiên này là có một hàng câu đối. Tấm bia đá. Trên này thì viết các cái chữ Hán Nôm. Ngay sau tấm bia thì đây là mộ của Hoàng Diệu đây. Một ngôi mộ hình bát giác. Phía sau là một cái tấm bảng ghi về tiểu sử của ông. Chí sĩ Hoàng Diệu, sinh năm 1828 và mất năm 1882. Cái năm 1882 chính là cái năm mà thực dân Pháp nổ súng để tấn công thành Hà Nội. Sau khi thành thất thủ thì chí sĩ Hoàng Diệu đã thắt cổ tự vẫn. Đây là quang cảnh phía sau lăng mộ. Rất yên bình. Ở kia người ta trồng xung quanh là một loạt các cái cây cau. Cái khu vực này chính là quê của Tổng đốc Hoàng Diệu nhá các bạn ạ, quê mẹ của ông. Tổng đốc Hoàng Diệu thì sinh ra trong một gia đình hiếu học. Năm 20 tuổi ông đã đỗ cử nhân. Sau khi thi hội ông đỗ phó bảng thì được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm tri huyện. Trải qua rất nhiều các cái cương vị khác nhau, rồi cuối cùng Hoàng Diệu được bổ nhiệm làm Tổng đốc Hà Ninh, nghĩa là cái khu vực Hà Nội và Ninh Bình bây giờ. Cái giai đoạn từ năm 1880 đến 1882, thấy trước được cái dã tâm của thực dân Pháp chuẩn bị xâm lược nước ta thì Hoàng Diệu đã cho xây dựng cái lực lượng để phòng giữ thành Hà Nội. Trong cái thời gian mà làm Tổng đốc Hà Ninh thì ông đã ban hành cái lệnh cấm trừ tệ. Cái lệnh cấm trừ tệ thì nêu ra là cái việc mà những cái phu điếm hay là các cái dưỡng tệ ngày xưa người ta nhũng nhiễu dân trong cái việc mà tang ma hay là cưới hỏi hay là chợ búa, người ta vòi vĩnh nhân dân. Do đó thì Hoàng Diệu đã ra cái lệnh đó và cấm không được lộng hành.
Nên là Hoàng Diệu rất được dân Hà Nội và các cái vùng phụ cận đấy người ta tôn kính ông. Ở đây thì nó có một cái câu chuyện đó là trong cái thời gian mà làm quan ấy thì có một lần là Hoàng Diệu là gửi về cho mẹ một cái tấm lụa. Nhưng mà bà mẹ của Tổng đốc Hoàng Diệu thì lại gửi trả ông và kèm theo một cái roi. Ý của cái câu chuyện đó là dặn ông là không được lấy của dân để mang về mà phải làm quan thanh liêm chính trực. Vào năm 1882, thực dân Pháp lấy cớ là Việt Nam không tôn trọng hiệp ước đã ký mà đi giao thiệp với lại Trung Quốc, dung túng quân Cờ Đen để ngăn trở cái việc giao thông trên sông Hồng của người Pháp, nên là đại tá hải quân Pháp đã điều tàu chiến cùng hơn 400 quân đóng tại bờ bắc sông Hồng để nhằm uy hiếp Hà Nội. Và lúc này thì ông ta gửi thư yêu sách gồm có là phải phá hủy các cái phòng thủ ở trong thành, rồi giải giới binh lính và các cái vị quan trong thành Hà Nội phải đến trình diện. Và không đợi Hoàng Diệu trả lời, đúng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 1982 thì tên đại tá hải quân Pháp này bắt đầu cho nổ súng tấn công thành Hà Nội. Hoàng thân của nhà Nguyễn là Tôn Thất Bá đã chạy trốn vào làng Mục đấy và có ý theo Pháp. Đồng thời thì cái vị hoàng thân này cũng dâng sớ lên vua Tự Đức là đổ tội cho Hoàng Diệu là trái lệnh triều đình, trong khi lúc đó là triều đình nhà Nguyễn là đang chủ hòa với Pháp. Và cái ông hoàng thân này là cũng xin vua Tự Đức là cho mình để thay cái chức của Hoàng Diệu. Đấy, cái ông Tôn Thất Bá đấy, hoàng thân của nhà Nguyễn nhưng mà lại đi hàng Pháp và lại quay ra là dâng sớ là xin với lại vua là để mình thay chức của Tổng đốc Hoàng Diệu. Đúng cái lúc mà chiến sự xảy ra khốc liệt thì bất ngờ kho thuốc súng ở Hà Nội nổ tung. Cái này thì nguyên do là có thể là do Việt Gian nó bị người Pháp mua chuộc. Nhưng mà một số nhà nghiên cứu thì người ta còn đoán rằng có thể nó còn liên quan đến cái ông hoàng thân Tôn Thất Bá này. Đấy, nên là dẫn tới cái đám cháy lớn trong thành làm cho lòng quân hoang mang. Và lúc này thì quân Pháp thừa cơ bắt đầu là bắc thang lên cổng Tây thành Hà Nội và ùa vào thành. Trong cái tình thế tuyệt vọng đó thì Hoàng Diệu vẫn bình tĩnh tiếp tục dẫn quân sĩ để chiến đấu chống lại Pháp, mặc dù là lực lượng ngày càng yếu đi. Cuối cùng thì biết không thể giữ được thành vì lực lượng mỏng thì Hoàng Diệu đã giải tán tướng sĩ để tránh thương vong. Sau đó thì ông vào trong thành và dùng cái dây bịt đầu để thắt cổ tự tử vào năm 1882. Đấy thì cái vị Tổng đốc Hoàng Diệu là lịch sử như vậy. Sau khi ông mất thì người dân người ta thương tiếc ông thì người ta lập đền thờ ở cái đền Trung Liệt Miếu. Các bạn có biết cái đền Trung Liệt Miếu là ở đâu không? Đó chính là cái đền thờ ở trên Gò Đống Đa đấy. Hiện nay nó còn cái cổng thôi, còn cái đền thì bây giờ là nó bị phá hủy rồi. Mặc dù vua Tự Đức lúc đầu là không ủng hộ Hoàng Diệu chống đối quân Pháp tại thành Hà Nội, nhưng mà ông vẫn hạ chiếu khen Hoàng Diệu là tận trung tử tiết và sai quân tỉnh Quảng Nam làm lễ quốc tang. Thật bất ngờ, Tổng đốc Hoàng Diệu là cái người rất chăm lo cho dân chúng ở Bắc Hà và cũng được người dân ở đó một mực kính trọng, nhưng quê hương của ông thì lại ở cái vùng đất Điện Bàn. Ở cái khu vực này thì cũng đã có một thời kỳ là Chúa Nguyễn đã định xây dựng kinh đô của đàng trong ở đây đấy. Sau đó thì vì thấy ở đây là cái việc mà xây dựng nó chưa thuận lợi nên là lại không xây dựng kinh đô ở đây nữa. Hiện nay thì ngoài cái khu lăng mộ ở đây còn một cái nhà tưởng niệm của Hoàng Diệu nữa cũng rất gần đây thôi. Sau khi tham quan ở đây thì có lẽ tôi sẽ sang cái khu nhà tưởng niệm để quay cho các bạn cùng xem. Ở đây thì cái chỗ này là nhà tưởng niệm của Tổng đốc Hoàng Diệu, cũng không xa cái khu mộ của ông bao nhiêu đâu, chỉ mấy trăm mét thôi. Và ở đây muốn vào tham quan thì cũng phải mượn chìa khóa thì mới vào được. Đấy, tôi vừa đi nhờ có một ông cụ, ông ấy mở cho mình đây.
Ở đây thì chúng ta có thể thấy là sau cái bát hương này, đó là một cái tượng bán thân bằng đồng của Tổng đốc Hoàng Diệu. Hai bên này là mô hình của hai cái súng thần công. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái bức ảnh của Tổng đốc Hoàng Diệu đây. Ông mặc một bộ quan phục, cái mũ cánh chuồn này. Cái bức tranh này là mô tả lúc Hoàng Diệu cầm gươm lên thành Hà Nội để chỉ huy quân sĩ chống lại thực dân Pháp. Bên đây cũng có một cái bức tranh của ông. Cái bức tranh này các bạn có nhớ mà lúc tôi đứng ở ngoài mộ tôi đã nói không? Đó là cái câu chuyện mà Hoàng Diệu gửi về cho mẹ ông một cái tấm lụa. Thì mẹ ông đã gửi lại và thêm một cái cành dâu nữa. Cái cành dâu này nó là cái roi đấy. Ý là dặn Hoàng Diệu là hãy liêm chính và không được tư lợi cái của công để làm của riêng. Đấy, bà mẹ ông đã dạy ông như thế. Đó là cái lúc ông đã làm quan rồi nhá, các bạn nhá. Một vị quan rất là thanh liêm chính trực và hết lòng vì dân. Cái khu nhà này thì được xây dựng vào năm 2013, tức là xây sau cái khu lăng mộ của ông. Đấy, cái lịch sử nó như vậy. Tại sao cái khu vực mà nhà tưởng niệm với cái đền thờ ông người ta lại đặt ở cái mảnh đất này thì nguyên do nó như thế này này. Các bạn nhìn thấy bên đây là cái nhà thờ tộc họ Hoàng. Và cái khu vực mà Hoàng Diệu ở ngày xưa khi còn bé ấy là phía sau cái nhà thờ tộc họ này đấy. Bây giờ tôi sẽ đến cái khu vực đó. Đây này. Cái mảnh đất chỗ này xưa kia là gia đình của Hoàng Diệu ở lúc ông còn bé. Bây giờ thì nó không còn dấu tích gì cả, người ta xây dựng lại rồi. Nhưng mà cái mảnh đất này là ông ở khi xưa. Chính vì vậy nên sau này người ta mới xây dựng cái khu nhà lưu niệm và cái đền thờ ông trên cái mảnh đất ông sinh ra. Như vậy là chúng ta đã vừa tham quan khu lăng mộ của Tổng đốc Hoàng Diệu trên quê hương ông ở xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam. Người đã quyết tử thủ cùng thành Hà Nội trong cái thời kỳ thực dân Pháp nổ súng tấn công vào năm 1882. Bây giờ thì tôi cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.